liên quan đến độ hiếm đấy. Rồi, thị trường nó đỏ thì anh em mỏng, thị trường nó xanh thì mỗi mình thì mình hết kiểu gì để được. Upless anh em nhá, bản một mắt đời 2010 ạ, 2011 rồi. Thì 29P1 34378. FI nhá mọi người nhá, bản LED FI. Con này vừa mua. Một mắt đời đâu đây đây. Cái dòng này rất là nhiều anh chị em. Mua này là 14 triệu. 500 anh em nhá. Mua 14 triệu 500. Mua 14 triệu 500 rồi, cậu em 2 triệu. Bản 6 nan, bản đời cao. 16 triệu 500, một chiếc đấy. Tablet. Một mắt 110 nha anh em nhé. Này là dung tích xi lanh 110. 237 nha, có nó mang chia sẻ. Vâng, bên này 150 anh em. Đấy. Nguyễn Hồng Trang mua của Hoàng Kiên không thích, bán lỗ ít chứ mua của bán anh gì lỗ vài chục thôi. Ok, nói chung là cái đấy để động chạm thì em không dám động chạm đâu, vì anh em kinh doanh cho mỗi người một nghề một phong. Anh đi bảo anh đấy, Rolls Royce lỉa thương mà thiệt lửa thiêng bán mất rồi đấy. Rồi một chiếc Outlet gọn sạch sẽ ngon lành rồi, 125 công Hà Nội 29D1 anh ơi, 44561 Hai Bà Trưng nha mọi người nha. Xe đã được gọn sạch sẽ rồi. Một vòng đi. 61 2013 anh em nhá. Em giảm con này 1 triệu cho anh. Bán giá lợn chết nhá, 16 triệu. Thế thôi. À thôi bán 16 lòng rẻ quá. Thôi giảm 500 thôi. 16 triệu 500 cho một chiếc Everest đời 2013. Biển 29 này. Hai Bà Trưng này, mấy anh 29 này quý lắm ấy. Tại sao mấy anh 29 thì cái dung lượng thị trường rất là lớn, tuy rằng kể cả ô tô xe máy nhá. Riêng biển Hà Nội thì kể cả vào Nam bán có người mua ngay nhá. Kể cả anh em Cà Mau cũng có người mua ngay. Đấy, một vòng. Vì nó là dù sao nó là một trong những là trung tâm đầu não lớn nhất của cả nước rồi. Nó cũng rất là dễ mua, dễ bán mà dễ thanh khoản. Cái vấn đề là mua vào sau này bán cho ai. Cái đấy mới là câu trả lời mới là vấn đề. Xe máy, ô tô và đất đai thôi. Quan trọng người cuối cùng mua của mình là ai. Đấy. Anh em ạ, khi mình có dung lượng thị trường thì nó rất là dễ bán nhé. Kể cả ô tô anh em có thể vào Thanh Hóa, Nghệ An, mình đi biển Hà Nội vẫn dễ bán. Gọi thợ pháp có người mua ngay. Đấy, nó sướng ở chỗ đấy. Đấy. Đây em ơi. Bao tiền rồi, bây giờ anh em lên đường. Chào anh nhé. 14 năm. 13 năm, 14 năm. Ok. Chết đi mà. Anh chào anh em. Ok vâng, anh có thể chào anh em như này nhé. Vâng. Vâng. Anh giới thiệu anh tên. Em tên là Thiệm. Thiệm ạ. À? Vâng vâng. Anh Thiệm đến từ đâu đây? Em bên Cổ Bi. Gia Lâm. Vâng. Hiện tại đang đến cũng biết nên thỉnh thoảng cũng có xem. Em hay xem kênh của mình. Hôm nay đến... cũng chat trên Messenger bảo sang nhưng chưa sang được. Hôm nay sang. Đúng không? Vâng. Tên chính chủ tên là Thiệm. Tên chính chủ. Chính chủ vâng. Được rồi, ok. À, này anh Thiệm là bán cho Hoàng Kiên là bao nhiêu? Em hôm lọ chat trên đấy 16 thì bảo chụp ảnh, em chưa chụp thì sang đây thì anh Thiệp anh bảo là giả 14 thì em bảo thôi em lấy 14 năm. 1945. Ất Dậu đấy, năm Ất Dậu 1945. Nạn đói khủng khiếp. Chính chủ em. Thôi cứ giải quyết 14 thì cho nó thôi, anh em cho nó quý năm. Mến anh em các anh chị này. Em từ bên Cổ Bi em sang đây. Cổ Bi. Nhớ đây này anh em nhớ thoải mái. Cũng là trả anh từ trước kia đi. Bác cũng đi cả một quanh khu vực và bác cũng thấy cái giá mặt. Đầu tiên em đi vào đây luôn thì chat phát đầu tiên là vào đây luôn. Xong anh bảo là lấy như thế thì em mới cũng tiếc để em đi xem nhà. Thực ra giá 14 em tác nghiệp đây đang chụp ảnh em. Tác nghiệp đấy. Những thước phim khẩn trương chụp ảnh khẩn trương này đẩy lên page để những có anh em bụp luôn. Đấy. Ok, chốt cho anh 14 triệu, anh em đang nạo thế, 500, đại gia Gia Lâm Cổ Bi. Em cần tiền em sang đây em bán. Cần đâu, đất vài, các cụ để lại vài trăm mét thì lên đường đi chứ một hai chục mét. Cắt cho các anh em các tỉnh nó về chứ bác giữ làm gì. Trước sau như một, đây. Ok, đấy. Tất cả là đất chịu hết anh ạ. Đôi khi một khi cần tiền là mẹ cho 3, 4, 50 mét cho bà con các tỉnh nó lên, nó xây, đúng không? Ok, cảm ơn anh nhé. Vâng. Anh chào các anh như này đi. Rồi. Anh em quay vào vòng đi. Đấy, giải quyết đây, máy vẫn đỏ. Chính chủ tên anh Thiệu đấy.
km 3,8 rồi, 14 triệu. Đấy. Tất cả là đất lo hết, lo cái gì, chuyện đơn giản. Anh em một vài triệu tính làm cái gì đâu. Chính chủ nhá anh em nhá, đây một vòng bản 2019 thấy sơn zin máy zin. Km 3,8 nhưng chủ xe dùng một mình nhưng cẩn thận, ghế lái cũng được, hơi lún lún tí, một tí thôi. Anh em cái anh nó nhẹ, nó không phải lõm. Đấy. Xe không dán ni lông nhá, có xước. Đây này, có xước tem anh em nhá. Đây này, có xước này anh em này. Có xước xe không dán. Con này dán thì đẹp quá. Nói chung gương lược cả đôi, tay nắm máy vẫn nổ đấy. Bản FI, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. 14 triệu rồi, cộng cho nhau 2 triệu. Thế thôi, chương trình nói chung là nó nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Nó không vấn đề gì cả. Đây anh em nào có nhu cầu thì đây lốp còn chắc còn zin theo xe đấy, 3,8 lốp còn giữ thế. Lốp này zin nhìn rãnh lốp là biết. Chính chủ đi thì toàn đưa ai là 2019 này. Cụ 38 tuổi mà cụ vẫn ngon lắm, vẫn còn xe chỉ khỏe. Tuổi, chẳng ngon. Ngon lành lắm, không vấn đề gì. Chứ vấn đề gì. Cụ vẫn ngọt nước lắm, ngon. Đấy, làm sóc thứ, xe một chủ đi khác. Trời ơi, êm chắc thế. Ông này ông nhẹ nhỉ, ông đi quanh quanh, quanh nhà này. Đấy, đôi khi chỉ những đường like của Hoàng Kiên mới làm lên những thước phim hay để cho anh em. Anh em nhá. Một chiếc ZX 2019. Chưa bảo yên đâu. FBI nhá. Xe mới là 202 có 26.500 nhưng mà đáng bao nhiêu? Chưa đăng ký. Đấy xe chính chủ anh em thích thì về sang tên, không thích thôi, tùy. Anh em có nhu cầu chắc. Xong rồi. Vâng. Một chiếc Airblade đời 2009 đến 10 ạ. Thanh sơn có Suzuki GZ 150 hiện tại chưa còn. Em đang hết rồi, em đang hết rồi. Không còn. Con này dọn đẹp sạch sẽ rồi anh em ạ, bản SD okay, một mắt. Thiện 110. Hoàng Kiên nói như ca sĩ. Ok, câu chuyện đấy là nó thực tế mà. Còn xéo 7 nhá anh nhá. Anh Ngô Văn Tâm ơi, 67 nó đỏ, em có like đấy. Có đấy. Rồi. 2010 ạ, một chiếc Blade FI 110 màu đỏ biển 30Z. Anh inbox nha anh, tôi mới có 67 inbox rồi gửi cho anh qua. Có like trực tiếp con đấy đấy. Vâng. Gửi cả video cho anh luôn. 30Z8 anh ơi, 4273. Em nổ cho anh em nghe nhé. Con này đây là 10. Mua 15 triệu nha, còn em 1,5 triệu. Máy zin là anh em nghe tiếng máy zin. Hơi lạnh nhỉ, ngồi đây vẫn lạnh là đó. 2010 mọi người nhé. Tuần nó đến giờ rồi. Sớm mà. Em ơi giải quyết đây con này. Quảng khăn và khiếc mình ấm. Chưa xong rồi, xong đi, xong chủ đi nghỉ thôi. Hết giờ quan tuần rồi. Giờ các quan tuần này xong hết rồi. Tiếp tục đi. Vâng, một chiếc SH biển Ba Đình nha anh em nhá. Biển 29B1 anh ơi. 65722. 29B1 65722. Một chiếc 2010. Toàn xui giải không xui đâu anh ơi. Ngày xưa nhớ anh em nha, ngày xưa. Bây giờ anh em nó còn bắn đết lốp nhá. Ô tô, xe máy, giờ ô tô, buôn ô tô giờ nó bắn đết lốp. Đét lốp chẳng hạn bản 2022 mà lên 2023 thay lốp mới cắt bắn luôn đét lốp, có cái máy bắn đét luôn. Thế anh em nó không đơn giản đâu, nếu mà nói về tất cả mọi cái nó là nghệ thuật, là ánh trăng lừa dối hết đấy. Đôi khi nói chung là cứ thật thà là ma quỷ quái. Ông ơi vào đi. Rồi con này 2013-14 nha anh em nhá, là biển B Ba Đình ạ, xe 150. Vâng, màu đen, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngon lành gạch đào hết rồi. Rồi đấy. Sơn tỉa một chút tay sách đây này. 29B1 65722. Ông ơi cho cháu nốt bên này. 150 nha anh em nhé. 150 2013 nha anh em nhé. 2013. Bản khóa chìa này, khóa bấm chưa tìm xe này. 44 triệu. Đấy. 44 triệu đồng. 44 triệu 150 nha anh em nhé, bằng tiền con Airblade thôi. Đấy nhưng anh em ai mà to cao đẹp trai làm con này. Nó là máy, nó máy 150 nó là thôi rồi, chạy nó là ghế lái ghế lủng nó là tuyệt vời luôn. Đây là toàn bộ đây, cái này mới được. Ơ nhưng cái này sao nó vặn chưa chặt chứ? Không phải kiểu thế. Kiểu nó thế. Ừ, kiểu thế. Gò thế. Máy ngon 2013 150 CBS. 44 triệu. Dành cho anh em mệnh thủy. Mệnh hỏa thôi. Anh em nhá, mệnh hỏa thì ăn còn khác. Đấy. Anh em nào mệnh mộc